Vlog nha. Hôm nay mình chuẩn bị làm cái lưới để trèo trái dừa cả nhà. Thì trái dừa thì trái dừa lưới, dừa lê, dừa hấu, trái nào cũng mình cũng trèo được ha. Tại vì trái dừa nó nặng á cả nhà, cái cuống nó thì mỏng manh. Mình đã trèo cuống rồi nhưng mà trời gió mình sợ nó lung lay rồi nó ấy các bạn. Cho nên là mình suy nghĩ là mình làm cái lưới này để mình treo qua trái dưa lên cho nó an toàn ha. Thì mình cũng làm đại các bạn ơi, tự mình làm ra chứ mình cũng không có làm theo ai hết. Thì tối mình rảnh á, mình rảnh rồi mình lấy cái chỉ này ra đó, lấy cái chỉ này ra rồi mình ngồi mình thắt. Mình tập thắt các bạn, thì mình thắt qua thắt lại mình thắt ra được cái lưới. Nó thì bây giờ mình sẵn mình làm á, mình sẽ chia sẻ cho các bạn luôn. À, bạn nào mà chưa có biết cách làm á, lại mà muốn làm cái lưới này để treo cho quả của mình á, thì làm cùng làm với mình ha. Đó, thì làm cái lưới này cũng đơn giản các bạn, dụng cụ thì chỉ có cái chỉ này với lại cái kéo ha. Thì cái chỉ này là dây dù của các bạn, thì người ta dùng để may cái gì đó mà mình không biết, còn mình thì mình mua về để mình quấn dây cho cây dưa. Với lại bây giờ mình làm cái lưới ha. Cái dây này thì các bạn chọn to tí, mình thì mình chọn cái này nó hơi nhỏ nhưng mà nó chắc lắm nha cả nhà, nó rất là chắc luôn á. Thì mình làm lưới tùy theo các bạn làm lớn hay là nhỏ ha. Mình bây giờ mình sẽ làm cái lưới là 8 sợi, mình dùng 8 sợi dây này để mình thắt ha. Nó thì mình cái dây này cái độ dài thì các bạn đo khoảng 6 thằng tay, các bạn mình đo khoảng 6 thằng tay, nó dài tí cũng không sao á, chút mình thắt. Mình thắt lại rồi mình sẽ cột lại thì mình sẽ điều chỉnh cái lưới nó sẽ ngắn lại các bạn. Chứ các bạn mà làm ngắn quá chút mình thắt á, mình thắt cái nó càng ngắn hơn nó khó cột lắm. Cho nên là mình cứ làm dài tí đi, chút mình thắt xong mình điều chỉnh lại ha. Đó, bây giờ mình sẽ đo 6 thằng tay một sợi, mình sẽ cắt ra 8 sợi các bạn để mình thắt. Bây giờ xin mời các bạn cùng bắt đầu làm với mình nha. Đây nè các bạn, mình đã cắt ra 8 sợi nè. Đó, cắt là 8 sợi nha. Thì mình sẽ gấp lại lần 2. Đây mình gấp lần 2. Ở khúc giữa này mình sẽ thắt một cái gút nha các bạn. Mình thắt một cái gút ở giữa. Mình đo cho nó đều ha. Cho nó đều hai đầu. Đó, mình thắt cái gút ở giữa này ha. Rồi bây giờ bắt đầu mình nắm hai sợi. Nắm hai sợi mình gút thôi các bạn. Mình gút đều ha. Mình gút hết trong cái dây này thôi, mình cứ gút hai sợi một gút. Đó, mình cứ gút như thế này ha. Nào, mình gút như thế này đó. Mình cứ bắt qua hai sợi một gút, mình gút hết thì thôi ha. Rồi bắt đầu mình gút tiếp. Đó, bây giờ mình gút tiếp nè. Mình gút tiếp hai sợi. Mình đo cho nó đều tí các bạn, để chúc cho cái lưới mình nó được đẹp ha. Nó mình đo cho nó đều với cái gút hồi nãy mình gút. Mình đo cho nó đều nha, mình gút nha. Đo cho đều nha, mình gút. Đó, mình cứ gút hai sợi một gút, hai sợi một gút, mình gút hết thì thôi nha. Mình gút tiếp nè. Đo cho nó đều với cái gút hồi nãy, để chút cái lưới mình nó sẽ đều hơn. Đây nè các bạn. Đó, mỗi hai cộng mình thắt một gút ha. Rồi bây giờ mình sẽ nắm mình nắm một cái sợi ở bên cái ở trong cái hai sợi này nè. Trong hai sợi mình sẽ nắm một sợi, rồi ở bên hai sợi bên đây mình sẽ nắm một sợi, rồi mình sẽ gút lại các bạn nè. Ở bên kia một cặp mình lấy một sợi, ở bên đây một cặp mình lấy một sợi, mình sẽ gút lại với nhau các bạn. Đó, mình cứ gút như vậy, mình gút vòng vòng vòng, mình gút hết những cái sợi trong đây, đó là nó sẽ thành cái lưới này các bạn. Đó, hồi nãy mình gút là một gút á, nãy mình gút là một gút ha. Đó, cái bên đây thì mình cũng gút một gút nè, cứ hai sợi một gút nè. Bây giờ mình lấy ở bên đây một cộng với lại ở bên đây một cộng. Nó mình lấy mỗi bên một cộng, mình sẽ gút lại. Nó sẽ thành ra được một cái lưới các bạn. Nó mình gút thì khoảng
hai lần ba lần á, rồi nó ra được cái lưới rồi các bạn. Nó bây giờ mình sẽ cút tiếp nè, bây giờ mình đi cút vòng vòng, mình cứ bắt ở bên đây một sợi, bên kia một sợi, mình rút đôi lại hết. Đây nè các bạn, đó, mình đã rút rút lại nhau, nó bắt đầu nó thành lưới nè. Đó thì các bạn xem kỹ nha, hồi nãy là mình rút hai sợi một, mình thắt hai sợi một rút. Mình thắt hết ở trong đây thì thôi ha, bây giờ mình sẽ lấy hai sợi, mình lấy ra một sợi, cứ hai sợi mình lấy ra một sợi, mình sẽ rút lại với nhau, mình cứ liên tiếp rút, mình cứ liên tiếp thắt như thế là vòng vòng, mình thắt hết, mình thắt hết những cái dây này ha các bạn. Nó thì nó được một lớp rồi, bắt đầu mình cứ vòng vòng, mình thắt vòng vòng, mình cứ lấy sợi bên đây với sợi bên kia, mình rút lại với nhau á, mình cứ rút vòng vòng từ trên mình rút xuống dưới đây là nó sẽ thành cái lưới ha. Nó bây giờ mình sẽ rút tiếp ở bên đây nè, tại vì nãy mình phân chia ra là hai đầu hai bên các bạn, thì mình thắt từ cái đầu bên đây hết rồi mình mới thắt dính vào cái đầu bên đây ha. Bây giờ mình sẽ lấy nó, mình lấy một cái cọng ở bên đây, một cọng bên kia, mình rút lại với nhau. Các bạn canh cho đều mắt ha, để một hồi cái lưới mình nó đều hơn. Nó mình cứ như thế này mình rút, mình cứ rút vậy nè, rút vòng vòng, rút hoài, rút cho hết những cái sợi dây này nó dính lại với nhau á, nó sẽ thành cái lưới ha. Đó, bây giờ mình rút tiếp nè, cứ tiếp tục rút, mình cứ nắm bên bên đây một cọng, bên kia một cọng, mình thắt ha, mình thắt nó thành cái lưới. Đây nè các bạn, đó mình cứ rút vòng 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 á, mình cứ bắt dây bên đây dây bên kia mình rút lại, mình rút vòng vòng rút vòng vòng thì nó thành được cái lưới nè cả nhà. Đó, cái này thì mình mới rút được một lớp thôi ha, bây giờ mình rút thêm một một lớp ở dưới đây nữa, một tầng. Đó, mình rút khoảng 3 tầng thôi cả nhà, khoảng 2 tầng 3 tầng nó, bây giờ mình rút một tầng rồi, giờ mút thêm, mình rút thêm một tầng nữa nè. Đó thì cũng bắt đầu giống như là lúc nãy, mình cứ bắt bên đây một sợi, ở bên kia một sợi thì mình rút lại với nhau tiếp ha. Nó mình cứ thế này mình rút, vòng 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 vòng, mình rút hết những cái sợi dây này là nó thành cái lưới cả nhà. Đó bây giờ mình bắt thêm, bắt tiếp nè, một cọng bên đây với một cọng bên kia mình thắt tiếp ha. Đó mình thắt tiếp nè. Mình thắt tiếp cho nó dính lại với nhau là nó thành cái lưới. Đó, các bạn thấy cũng đơn giản. Cái này mình tự làm mà cả nhà ơi, chứ mình không có học ai hết. Cái này là mình rảnh, tối mình rảnh á, mình lấy chỉ ra mình ngồi mình thắt á, mình cũng suy nghĩ mình thắt cái lưới cho trái dưa á, để trái dưa nó nặng quá sợ nó bị gãy cuốn á, cho nên là mình lấy ra mình thắt đại, mình thắt qua thắt lại, thắt hai ba lần á cả nhà, rồi cái mình mới thắt được cái lưới này. Nó mình thấy cũng tiện lợi đó, để cho bạn nào mà không có mua được cái lưới để mình treo trái thì mình có thể lấy chỉ mình tự thắt cả nhà. Nó mình chia sẻ cho cả nhà, ai mà chưa biết thắt qua cái dài cái lưới này á, hoặc là muốn thắt mà chưa biết cách thắt á, thì cùng làm với mình ha. Đây là mình làm, mình sẵn làm, mình chia sẻ luôn. Đó, bây giờ mình bắt bên đây một sợi, bên kia một sợi, mình rút giống như ban đầu á, mình cứ rút, mình cứ rút ra cho nó dính lại nhau các bạn, nó sẽ thành được cái lưới ha. Đó, mình cứ mình chú ý để mình rút cho nó đều các bạn, cho cái lưới mình chút nữa nó đều ha. Đó, mình nó bắt đầu mình nắm một sợi bên đây nè, rồi mình nắm bên kia một sợi qua, bắt đầu mình rút, mình rút cho nó dính lại với nhau, cho nó dính lại với nhau nè. Đây nè cả nhà, mình đã thắt xong rồi nè cả nhà. Đó, bây giờ nó ra cái lưới rồi nè. Đó thì mình thắt được hai tầng hết cả nhà, hai tầng. Đó, hai tầng mình có thể treo được cái trái rồi. Nếu mà các bạn muốn thắt nhiều tầng á thì các bạn phải làm cái dây á cho nó dài nha các bạn. Đó, hồi nãy thì mình làm khoảng 6 găng tay á, nếu như mà các bạn muốn làm dài hơn thì các bạn làm cho nó dài nó hơn nha. Đó, như thế này thì mình làm mình thắt được hai tầng thôi. Đó,
là mình gút 3 lần các bạn, mình gút một lần là mình gút đôi, rồi xuống đây mình mới gút lưới, mình gút cho nó dính lại với nhau, cứ bên đây một sợi, bên kia một sợi, mình gút lại với nhau cho nó thành lưới, thì mình gút thêm hai tầng nữa ha, là 3 gút là thành được cái lưới tròn để mình bỏ cái trái vô mình treo các bạn đây. Các bạn thấy làm đơn giản không? Đó, mình đã làm hoàn thành cái lưới rồi nè. Đó, bây giờ mình sẽ lấy 4 gút nè. Đó, bên đây mình gút lên 1 gút, ở bên kia mình gút lên 1 gút là nó thành 2 gút, là được 2 cái quai các bạn, để mình treo ha. Cái này là mình làm cho nó đều ha cả nhà, để mình treo cho nó đều ha. Là mình cứ gút như thế này nè, mình gút lại với nhau ha, chia ra 4 cặp, bên đây 4 cặp, bên kia 4 cặp, đó mình gút lại nè, bên đây 4 cặp, đo cho nó đều cả nhà, mình đo cho nó đều, đó, mình đo cho nó đều thì nó đều cái gút ha, để chút mình treo cái trái lên nó sẽ đều. Bên đây 4, bên đây 4 là thành cái quai cả nhà, để mình bỏ cái trái vô ở giữa, rồi cái đầu mình móc vô trong hai cái quai này nè, mình treo lên ha. Đó, để mình đi ra mình bỏ cái trái vô mình treo cho các bạn xem ha. Đây mình chuẩn bị dây để ra mình treo trái dưa cho các bạn xem ha. Bây giờ mình đi ra mình treo trái dưa. Đây bông hồng nở quá chừng nè cả nhà. Đây dưa của mình nè các bạn. Dưa của mình nó cũng có được 1 tháng rồi. Cũng biết bao nhiêu ngày là chín nữa. Mà mình cũng biết dưa này tên gì nữa cả nhà ơi, nó cũng dưa lưới mà không biết tên gì. Rồi bây giờ mình sẽ treo trái dưa cho các bạn xem ha. Thì mình cũng có cột cái dây cho cái cuốn nè các bạn, nhưng mà mình thấy nó nặng quá, là cái cuốn nó bị nứt rồi nhìn nó mỏng manh quá, mình sợ nó gãy rớt á, cho nên làm cái này để mình cho nó nằm võng, mình treo lên ha. Bây giờ mình treo cho các bạn xem ha. Đó, mình chuẩn bị cái dây này để giúp mình cột vô cái quai này mình treo ha. Vậy là mình đã treo rồi nè cả nhà. Đó, các bạn thấy rất là dễ thương luôn. Đây nè các bạn, nó mình có thể cột cái cuốn ha, thì cái cuốn cột thì mình thấy nó mong manh á, mình sợ gió đâu nó nhiều khi nó gãy rớt các bạn, uổng, tại vì trái mình trồng cực khổ lắm mới được trái, nên là mình rất là cưng á, nên là mình làm cái lưới này để mình cho nó nằm vô mình treo lên vậy ha các bạn. Nè mình cột cái dây vô hoài của nó, bắt đầu mình treo lên trên cây này, mình cột lên cây này cho nó chịu ha. Nó vậy thì mình không có sợ nó rớt nha các bạn. Nó cái này là rất là vững chắc luôn. Cái dây này nó chắc lắm các bạn. Các bạn mà sợ nhỏ thì các bạn có thể mua dây to hơn ha.
Mình có thể treo được dưa hấu, dưa dưa lê, các loại dưa các bạn, cái loại dưa mà tròn tròn vậy nè. Mình bỏ vô đây ha. Tại vì dưa thì nó lâu ngày nó mới chín, cho nên là nó treo ở đây á. Cho nên là nó treo ở đây lâu ngày á, mình sợ nó chịu không nổi các bạn. Còn chẳng hạn như bầu bầu bí này kia, mấy trái đó thì nó cũng nhanh thu hoạch, mà cái cuốn nó thì nó vững chắc hơn các bạn. Mình còn cọng dây mình treo lên cũng được. Nó còn như mấy cái này mình thấy nè, cái cuốn của nó nứt nứt nứt, nhìn nó mỏng manh sao đâu. Cho nên là mình sợ đó. Mình làm cái này chúc các bạn làm thành công ha. Cái dưa này thật ra mình cũng không biết tên đó các bạn ơi, tại vì mình mua trái mình ăn á, mình thấy trái nó ngon á, cho nên là mình lấy hạt á, mình trồng trải nghiệm thử thôi, lần đầu tiên mình trồng thôi. Thì mình trồng nó được một trái này ha. Đó, mình cũng không biết tên gì. Mua mình ăn rồi mình trồng thôi. Hôm nay được 30 ngày nè, không biết là khi nào nó mới chín. Nó cũng nứt lưới nha cả nhà. Nó nứt lưới nha. Đây mình quay đây, mình quay bên đây cho các bạn xem nè, nó nứt lưới nè cả nhà. Đó, nhưng mà nó chỉ nứt một bên đây thôi, bên kia nó chưa có nứt ha. Nó nứt từ dưới nứt lên nè, nứt tới trên cuốn nè. Nó chắc cũng cũng sắp chín rồi, tại vì bây giờ cũng được 1 tháng rồi. Chắc khoảng 10 ngày nữa là chín rồi. Cái dưa này tổng cộng là 2 tháng đúng đó cả nhà, là được trái ba lớn đây ha. Nói thật ra là cái dưa này nó khó trồng cả nhà ơi. Cái dưa lưới nó khó trồng lắm, nó không có dễ trồng như là dưa leo ha. Bên đây thì mình trồng dưa leo nè. Hôm đó mình trồng dưa lưới 6 cây ở đây, nhưng mà nó bị bọ trĩ rồi chích đó cả nhà, nó bị săn ngọn này kia đó, mình nhổ bỏ đó. Rồi mình trồng dưa leo vô nè. Ở đây có một cây dưa leo thôi, mở ra quá chừng trái luôn nè. Nó ra quá chừng trái luôn cả nhà. Có một cây một thôi mà nó lên bao nhiêu đây nhánh nè. Nó thấy dưa leo là nó dễ trồng nhất luôn ha. Còn cái dưa lưới nó rất là khó trồng cả nhà, chăm sóc rất là tỉ mỉ luôn á, nó mới được có trái như thế này ha. Các bạn nào trồng dưa lưới thì mình phải học hỏi trước kinh nghiệm chăm sóc bón phân các bạn, rồi các bạn trồng ha. Nó thì mình chăm sóc kỹ lưỡng tỉ mỉ hơn chút thì cũng có thể thành công và cũng có thể có trái ha các bạn. Thì gieo mình tới đây mình xin được kết thúc nha các bạn. Chúc các bạn làm cái lưới thành công ha. Các bạn nhớ cho mình xin một like và chia sẻ thì mọi đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo. Bye bye.